Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 8 tháng 4 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Luật sư Nguyễn Đình Kim và nhóm YouTuber ủng hộ bà Hằng bị đề nghị xử lý. Và phi công trực thăng Bell 505 chưa bao giờ tôi thấy ông ấy nghỉ phép. Khởi tố 3 đối tượng trong vụ đánh ghen ở Bình Dương. Công an phong tỏa kiểm tra chi nhánh công ty tài chính ở quận 1. 10 người trên máy bay trực thăng UH-60 của Nhật Bản vẫn đang mất tích. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề cập đến hành vi của luật sư Nguyễn Đình Kim và nhóm YouTuber ủng hộ bà Hằng trong vụ án này. Cụ thể, đối với ông Nguyễn Đình Kim, sinh năm 1959, là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, và các đối tượng khác gồm Phạm Hoàng Khang, sinh năm 1994, chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố, Huỳnh Tấn Lợi, sinh năm 1992, chủ kênh YouTube Vlog Trúc Ngân, Võ Minh Điền, sinh năm 1986, chủ kênh YouTube Điền Võ, Ngũ Lùng, sinh năm 1984, chủ kênh YouTube Bánh Mì Đây, Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1986, chủ kênh YouTube Chuyện Đời Thường, Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1995, chủ kênh YouTube Trai Đồng Bằng và các đối tượng liên quan khác. Do hành vi chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc trực thăng Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long, hôm nay thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình, đưa về nhà lo hậu sự. Tại nhà của đại tá phi công Chu Quang Minh, bên cạnh ban thờ mới lập, bà Ngân, vợ phi công Chu Quang Minh nói, chỉ cuối năm nay là ông ấy về hưu. Bà Ngân cho biết thêm, có những chuyến bay đi 2 đến 3 tháng, có những chuyến đi nước ngoài cũng kéo dài tới vài tuần. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy có ngày nghỉ phép. Với chuyến bay cấp cứu, nhận được lệnh là 10 phút ông ấy đã phải có mặt luôn. Vì vậy, dù được nghỉ, ông ấy cũng không dám đi đâu xa. Bà Ngân cũng tự an ủi bản thân và các con, đây là chuyến công tác lâu ngày của chồng mình. Trước đó, ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505 do đại tá Chu Quang Minh sinh năm 1964 điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao đã gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu. Sau đó, trực thăng phát nổ rơi xuống vùng biển giáp danh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Hôm qua ngày 7 tháng 4, lãnh đạo Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi làm nhục người khác trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở Bình Dương. Các bị can bị khởi tố gồm Tăng Xỉu Phùng, 33 tuổi, Niềm Thùy Trang, 34 tuổi, chị dâu Phùng và mẹ Phùng là bà Hỷ Sườn Hướng, 60 tuổi, cùng quê Đồng Nai. Riêng Niềm Thùy Trang do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để điều tra. Trước đó, ngày 27 tháng 3, Phùng cùng mẹ, chị dâu và anh trai là Tăng Phát An, 39 tuổi, bắt gặp chồng là Vòng Màng Ca, tên viết tắt, 32 tuổi, đi ô tô chở theo DBT, tên viết tắt. Thấy vậy, cả ba người phụ nữ chặn đường, lôi tê ra khỏi xe ô tô. Sau đó, Phùng đã đánh, cắt tóc, lột áo, còn bà Hướng thì lột quần cô gái. Tăng Phát An đứng bên ngoài dùng điện thoại quay lại vụ việc. Cơ quan quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hôm qua ngày 7 tháng 4 phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa tòa nhà 8 tầng có nhiều văn phòng cho thuê ở số 28 đến 34 đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để kiểm tra. Lực lượng phối hợp gồm công an phường túc trực, bảo vệ hiện trường ở bên dưới, trong khi đó một tổ công tác khác lên tầng lầu ở trên để thực hiện việc kiểm tra. Nhiều người được yêu cầu không được quay phim chụp ảnh. Ghi nhận, bên dưới tòa nhà có rất nhiều công an mặc sắc phục, đảm bảo trật tự ở cả hai bên đường. Bên trong có khá đông công an mặc thường phục và sắc phục, làm việc với những người liên quan với các hoạt động tài chính, cho vay với những nghi vấn sai phạm. Một cán bộ công an ở hiện trường nói rằng đang phối hợp thực hiện kiểm tra với một công ty tài chính có văn phòng tại đây vì những nghi vấn liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương hôm qua ngày 7 tháng 4 cho biết vừa bắt Đặng Hoàng Giang, sinh năm 1997, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng bị truy nã về tội lưu hành tiền giả. Theo cơ quan công an, trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã xét xử và tuyên phạt Giang 3 năm 3 tháng tù. Giang không chấp hành án mà bỏ trốn và đi làm công nhân tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương, nhưng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.
Hôm qua ngày 7 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm để xử lý nghiêm đối tượng có hành vi dùng dao đâm một chiến sĩ công an. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, khi đang can ngăn hai phụ nữ đánh nhau trước cửa số nhà 70 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thiếu tá Trần Minh Đức, cán bộ công an phường Hàng Buồm bất ngờ bị một đối tượng nam giới dùng dao đâm vào sườn phải và hai bên cánh tay rồi bỏ trốn. Thiếu tá Trần Minh Đức sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm Huỳnh Văn Tèo, sinh năm 1991, ngụ khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau và Mai Xuân Dũng, sinh năm 1991, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 3, Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu, lấy trộm 58 điện thoại di động hiệu iPhone và 150 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản cửa hàng bị trộm cắp là hơn 1,5 tỷ đồng. Sau đó, hai đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Trưa hôm qua ngày 7 tháng 4, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông NDH, tên viết tắt, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông NDT, tên viết tắt, sinh năm 1970, trú đội 1, thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, ra khu vực nghĩa địa thôn Thủy Ba Hạ, thắp hương. Khi đến gần khu vực mộ cha, ông T bàng hoàng phát hiện thi thể em trai mình là ông NDH với nhiều vết cháy. Cạnh hiện trường khoảng 15m, ô tô của ông H đỗ bên đường. Rạng sáng ngày 7 tháng 4, căn nhà đồng thời là tiệm buôn bán, trao đổi mâm, lớp xe trên đường Trần Văn Dầu, phường Tân Tàu A, quận Bình Tân bất ngờ bốc cháy. Phát hiện cháy, nhiều người dân khu vực chi hô, huy động lực lượng tìm cách tiếp cận, khống chế nhưng bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân đã điều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế, ghi nhận phần lớn căn hộ bị đổ sập, tài sản bên trong bị cháy biến dạng. Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra nguyên nhân. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4 sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Ông Clarence Thomas, 74 tuổi, thẩm phán bảo thủ nhất tại Tòa án tối cao Mỹ, đang phải đối mặt với những lời kêu gọi luận tội sau khi có thông tin tố ông đã nhận những món quà xa xỉ trong nhiều thập niên qua từ nhà tài trợ Đảng Cộng hòa Harlan Crow. Theo trang tin ProPublica, thẩm phán Thomas đã bay trên máy bay Bombardier Global 5000 và đi nghỉ trên siêu du thuyền thuộc sở hữu của tỷ phú Crow. Quan hệ của ông Thomas với tỷ phú Crow đã cho phép thẩm phán này trải nghiệm những thứ xa xỉ mà ông sẽ không bao giờ có thể mua được với mức lương 250.000 đô la Mỹ một năm của mình. Ông Thomas, 74 tuổi, là một trong 9 thẩm phán tại Tòa án tối cao Mỹ. Đây là tòa án liên bang cao nhất tại Mỹ, có thẩm quyền tối hậu trong việc giải thích hiến pháp Mỹ và có tiếng nói quyết định trong các cuộc tranh tụng về luật liên bang. Thông tin được tiết lộ trên ProPublica đã khiến cho các thành viên Đảng Dân Chủ chỉ trích gay gắt ông Thomas. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua ngày 7 tháng 4 đưa tin Bắc Kinh đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện Đài Loan tại Mỹ. Bà Tiêu và các thành viên trong gia đình bị cấm nhập cảnh Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân tại đại lục cũng bị cấm làm ăn với các công ty, tổ chức liên quan đến bà Ha Xiao. Các biện pháp trừng phạt được công bố sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy khi bà quá cảnh tại Mỹ tuần này. Hôm qua ngày 7 tháng 4, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Hamada Yasukazu cho biết 10 người trên chiếc máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ mặt đất GSDF vẫn đang mất tích khi gặp sự cố vào chiều ngày 6 tháng 4. Trong đó có 2 phi công, 2 kỹ thuật viên và 6 người khác, tất cả đều thuộc lực lượng phòng vệ. Chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 16 giờ 40 phút khi đang ở khu vực cách sân bay trên đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Ông Yasukazu cho biết thêm, tại hiện trường, lực lượng phòng vệ, cảnh sát biển nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn được huy động ở mức cao nhất. Bộ trưởng khẳng định, sau sự cố, Bộ Phòng vệ sẽ tăng cường quản lý an toàn cho tất cả hệ thống không quân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 4. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!